Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Đó là mình đây, mình mới làm với các bạn ạ. Đây, cái bờ sông có hàng cây anh đào đây. Đấy. Thì hôm nay mình đi làm về nhưng mà trời mùa này thì nó vẫn còn sáng đó các bạn ạ. Trời nó hết đợt tuyết rồi. Thì nay có 6 anh em nhưng mà mình có 6 anh em nhưng mà 5 anh em hôm nay làm thêm hết. Thì mỗi mình về. Đây là đây, mình chả biết về nhà chả biết làm gì thế lại quay cho các bạn video để xem. Nay mình sẽ quay cái video về cái nhà trọ tại Nhật nó như thế nào và cái nhà bọn mình đang thuê bên này là như thế nào các bạn nhá. Là mình đang về gần đến nhà rồi. Đây mình đi về đến nhà rồi các bạn ơi. Đây là có một cái khu đất trống, cái nhà của mình đang thuê. Và anh em đã làm cái khu đất này và đã trồng này đã mọc lên đây rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào mình đến nhà rồi. Đây trước nhà thì bên này có một cái gara để xe. Rất tiếc ở trong này toàn xe đạp không có xe ô tô nào. Còn đây là có một cái hầm thư. Cho nên là có địa chỉ hầm thư và bây giờ mình sẽ vào nhà. Đây đây là cái nhà mình đã vào nhà rồi các bạn ơi. Trước nhà thì có một cái nhà kiểu Nhật thường thường có một cái tủ giày như thế này. Đấy. Tủ giày thì người ta thường làm là tủ âm tường hết để mà để giày cho nó gọn nhé. Mà anh em mình thì 6 người nên là đồ đạc thì giày dép hơi nhiều một chút. Các bạn thông cảm nhé. Mình bật cái đèn lại cho nó sáng. Ô, đèn bật rồi còn đâu. Đấy. Bên này là có bên cạnh nhà là có một cái đây bên này là có một cái khu để lấy răng rửa mặt này. Đấy. Và đây là nhà vệ sinh không ạ? Đấy, đây là cái cảnh nhà vệ sinh của Nhật thì nhà vệ sinh bên này thì người ta có cả chế độ vì thời tiết bên này rét, mùa đông rét nên là có cái chế độ cái bệ ngồi này nó có sưởi ấm luôn, có nhiệt độ ấm luôn nên là không phải lo là rét. Như ở Việt Nam mình là Việt Nam mình hay có câu là gì xã ngồi lạnh mông thì người ta biết mùa đông về đấy đấy. Nhưng bên này thì không lo mùa đông về. Đây bên này có một cái phòng khách nhưng mà anh em mình đã tận dụng làm cái phòng ở rồi vì không có khách mấy. Đây còn đây là cái phòng ăn cơm, anh em mình vẫn ăn cơm và ngồi xem tivi đây. Thì mỗi phòng đều có cái tủ âm tường như kia để quần áo. Trong phòng thì có lò sưởi, một hai cái lò sưởi và tivi. Tivi mấy cái đồ này thì công ty mua cho hết. Mua ở cái chỗ đồ cũ trước mình đi mua xe đạp ấy, nó rẻ thôi. Còn bên này là cái khu phơi đồ đạc quần áo của anh em. Đấy và anh em đấy, anh em có trồng hoa, trồng hành dưa đưa Việt Nam sang trồng hành kìa. Và đây là đi vào nhà bếp. Trên này là con cầu thang lên tầng 2 các bạn. Đây là khu nhà bếp. Nhà bếp thì hơi bề bộn một chút, rồi nó cũng hơi nhiều đồ của anh em cứ đây có tủ đựng các cái bát đũa đây. Trong này thì ở đây có nồi cơm và cái lò vi sóng. Nồi sóng thì để bình thường sáng mai anh em hay quay lại cái đồ ăn để ăn nhé, cho để trước khi làm. Đây là cái chỗ khu nấu nướng. Đấy. Bên này là khu nấu nướng và rửa bát đũa. Còn đây là một cái tủ lạnh. Tủ lạnh này thì rất là to, công ty cũng mua cho. Đấy. Trong này thì anh em cũng để trên này có trứng nước, mỗi thằng một chai nước các bạn này. Đấy, mỗi anh em chai nước và một bữa mì để thức ăn sáng và hoa quả trứng phích. Đấy, mỗi anh em đều để này thôi nhưng mà của ai thì của người đấy để riêng đấy chứ không chung đâu. Dưới này thì có đựng rau ria củ quả để nấu ăn. Còn dưới này thì có nó hai cái ngăn đông thì để thức ăn gọi này, thịt cá gà để đồ ăn trong này. Đây cũng có một cái lò sưởi nữa. Lò sưởi này bên này thì lò sưởi này thì người ta dùng cái lò sưởi này thì đó thì cái lò sưởi này thì dùng bằng ga các bạn. Còn hai cái lò sưởi trong này thì dùng bằng dầu và điện. Đây là đến khu nhà tắm giặt thì đây có một cái máy giặt này cũng công ty mua cho hết, bọn mình không phải sắm cái gì. Trong này là cái nhà tắm này khá là rộng. Nhà tắm này thì có một cái bồn ngâm người, ấu phô đây các bạn. Thì người Nhật người ta có thói quen là ngày nào người ta ngâm mình 30 phút đến 1 tiếng. Người ông trong công ty mình thì cứ cho anh em là ngày nào cũng ngâm 30 phút 1 tiếng đi cho nó khỏe người. Nên nhưng mà anh em người ta mình chưa có thói quen lắm nên là cuối tuần mới ngâm, không ngâm thường xuyên. Còn đây này là cái mấy cái thùng rác và cái bình dầu. Đấy. Thùng rác này thì bên này thì rác thì sẽ phân loại thành bên này là tùy khu vực các bạn. Nhưng khu vực mình đây thì người ta phân chia là bên này là chai, lọ, nhựa đấy.
can bin, còn bên này là đồ ăn thừa, bên này là giấy cháy được, rác cháy được. Còn đây là các cái khoản túi ni lông và nhựa thì để riêng một cái. Bìa thì để riêng và hôm nào sẽ vứt cùng với can bin các bạn. Tôi có cái lịch vứt rác này. Đấy. Đây lịch vứt rác theo hàng ngày và hàng tuần. Thì cứ theo lịch mà vứt thôi, thứ bảy nhật thì không vứt. Đấy thì đây là cái khu tầng 1. Giờ mình sẽ lên tầng 2. Mình trên phòng lên tầng 2 các bạn. Đấy, đây là khu tầng 2 các bạn. Có 3 phòng, trên tầng 2 này có 3 phòng. Đây 2 phòng và bên này nó góc là 1 phòng. Nơi đầu này thì có một cái máy hút bụi đấy anh em, mình để đây để cuối tuần thường dọn ra. Phòng mình thì nó nha. Trên này có cái điều hòa này. Đấy, và dưới này thì có cả một cái máy sưởi nữa, trong mỗi phòng nó có một cái máy sưởi. Còn đây là đồ đạc của anh em mình. Đấy thì đây là cái tủ đựng quần áo, đồ đạc của anh em mà hai người thì hai ngăn hai bên các bạn, thì cũng là âm tường hết. Bên này tủ người ta sẽ làm tủ âm tường hết. Trên này thì có anh em mình có treo cái các khẩu hiệu của công ty, mỗi sáng người tập thể dục xong rồi sẽ hô khẩu hiệu của công ty, thì anh em dán từng phòng để tranh thủ học học để đến phiên mình lên hô tập thể dục hô các bạn thì vẫn phải đọc thuộc, không đến lúc không thuộc thì ngại lắm. Đây là một cái phòng ở giữa. Phòng này của đồng chí này thì rất là gọn gàng nên mình mới dám quay. Đấy. Trong này cũng có một cái lò sưởi và đồ đạc của anh em để đây. Phòng này rất đẹp. Đấy, có cả búp bê gấu. Đấy, bàn học rất là gọn gàng. Đây, rồi anh em cái bờ tường này thì người ta dán bằng cái đề can hay cái hết các bạn này, nên là anh em có thể găm được các cái nốt lên học của các cái cấu trúc tiếng Nhật để học ấy. Thì anh em găm lên đây để học. Đấy thì rất là tiện. Đấy thì cái nhà này thì công ty thuê cho bọn mình là 5 man các bạn ạ. Đấy thì ở đây thể, từ đây có thể nhìn được cái hàng cây anh đào rất là đẹp. Và đấy cái khung nhà của Nhật thì người ta sẽ xây na ná nhau như thế này các bạn ạ. Đấy, rất thấp, nó không cao như nhà Việt Nam mình. Bên này 3 tầng thì chắc là chỉ cao hơn nhà 2 tầng của mình một chút. Vì cái trần người ta sẽ không xây cao như là ở Việt Nam mình. Đấy, rồi không quảnh xung quanh cái đường quanh nhà mình. Đó, bây giờ hết tuyết rồi nên nhìn nó rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Đấy thì nhà của Nhật thì người ta sẽ làm một bằng kính hết như thế này các bạn, chứ người ta không làm song cửa như ở Việt Nam mình. Thì nhìn bên ngoài thì rất là cũ và nhìn rất là bình thường, nhưng mà bên trong thì nó rất là tiện nghi, đồ đạc hầu như là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì cả. Bên này thì vì đất nước họ sản xuất được, hầu như là các thứ hết, không phải nhập ngoại cái gì nên là giá thành nó cũng rẻ, nên là cũng thoải mái. Ở bên này không làm xong cửa như ở mình. Như các ông người Nhật bên này cứ xem mấy video của bên Việt Nam mình, thì trong các quay các ký túc xá của sinh viên đợt đi tuyển dụng các bạn, thì các ông hỏi xong cửa để làm cái gì. Vì bên này thì hầu hết là hầu như 100% là không dùng xong cửa. Thì các ông hỏi là xong cửa này để làm cái gì, và khi bọn mình bảo là để phòng chống trộm cắp về này, ông gọi security ấy, thì các ông ấy giật mình, đó, phải làm như thế để phòng chống gà. Thì bên này không làm gì cả, bên này không cần gì cả, vì bên này ý thức người ta cao hơn, về điều kiện người ta tốt hơn nên người ta cũng không ăn cắp vặt hay là gì cả. Đường xã thì rất là ý thức, rất là sạch sẽ. Đây các bạn nhìn thấy cái đường quanh nhà mình không có một tí rác rưởi nào, cái sông trước nhà mình kia không có một tí rác nào, nước thải còn trong hơn. Cái nhà này là chắc là công ty, lúc công ty thuê lại thì công ty đã sửa sang lại rồi các bạn ạ. Cái nhà này cũng khá là cũ. Người trước đây thì người ta thuê, người trước đây người ta thuê, sau đấy công ty thuê lại của người này. Và công ty đã sửa soạn lại hết hầu như là mọi thứ ở trong cái nhà này. Mà có giá là 5 man, tương đương khoảng hơn 10 triệu. Tiền Việt Nam 11 triệu gì đấy, và tiền Việt Nam mình 10 triệu rưỡi gì đấy. Khoảng 10 triệu rưỡi thì Việt Nam mình 2 tầng và có tất cả là 5 phòng, 4 phòng ở và 1 phòng để ăn cơm các bạn này, xem TV. Khách đấy thì có thể nói là anh em mình ở đây thì rất là thoải mái. Đấy thì từ đây thì cũng có thể nhìn ra được cái đường bên ngoài. Mình sẽ mở cửa này ra. Đấy từ đây thì cũng nhìn ra được bên ngoài. Bên này thì cái nhà bên này không có cái nhà kiểu Nhật, thì bên này người ta không làm các cái song cửa nha các bạn, người ta sẽ làm kính và kéo ra kéo vào thôi. Một bên là sẽ để chắn côn trùng. Rồi thì đấy để các bạn tham khảo về kiểu nhà của Nhật. Bạn nào có ý định xây cái nhà kiểu Nhật cho đẹp thì
thì cho nhỏ nhắn cho tiết kiệm thì có thể tham khảo nha các bạn. Ok, mình bây giờ sẽ phải đi sản xuất đồ đạc và để cắm cơm cho anh em đây các bạn. Và chào các bạn nha. Chúc bạn buổi tối vui vẻ nha.